Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Mỗi khi đánh giá về những chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi á, thì mình luôn luôn có một thứ để mà tự hào. Đó chính là cái cấu hình dựa trên cái giá bán của sản phẩm, hoặc là những cái trải nghiệm gì đó khác biệt liên quan đến MIUI. Quan trọng hơn cả lúc nào giá của nó cũng thực sự rất là tốt. Nhưng Xiaomi đã phá vỡ đi tất cả những cái truyền thống đó của họ với con Mi Note 10 và Mi Note 10 Pro này. Thực sự để nói về một cái điều gì đấy khiến cho mình tự hào trên con Xiaomi Mi Note 10 và Note 10 Pro thì đó có chính là cái camera. Thế nhưng mà khi nhìn vào những cái thứ khác nữa thì mình lại thấy đáng tiếc. Đáng tiếc bởi vì giá như ở cái mức giá 15 triệu của con Mi Note 10 Pro như thế, hoặc là thậm chí thêm một chút xíu nữa lên tầm 17 triệu nhưng Xiaomi trang bị vào đây con Snapdragon 855 cộng, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó, Mi Note 10 Pro mức giá lên tới 15 triệu với Snapdragon 730G. Nó đã là một cái điểm khuyết trong cái line up những sản phẩm của Xiaomi từ trước cho đến giờ. Nhưng nó vẫn là một chiếc điện thoại khiến cho mình cảm thấy tự hào với Xiaomi, bởi vì họ đã thay đổi, bởi vì họ đã làm ra những sản phẩm với trải nghiệm tốt hơn. Và đây sẽ là video mình đánh giá kỹ hơn về Xiaomi Mi Note 10 cũng như Mi Note 10 Pro. Nó có gì? Theo dõi kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé. Thì các bạn phải lưu ý một chút là với Xiaomi Mi Note 10 Pro mức giá cho phiên bản cao cấp nhất ở thị trường Việt Nam là khoảng tầm 15 triệu, nhưng đang cho đặt trước tại 7net với rất nhiều quà tặng kèm theo, ví dụ như là tặng loa JBL, tặng Mi Band 4. Nếu không nhận quà thì chắc chắn chúng ta sẽ được chiết khấu với mức giá tốt hơn, chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 13 triệu chẳng hạn. Thì ok, tặc lưỡi mà các bạn vẫn muốn chấp nhận và đánh liều theo một cái dòng sản phẩm đến từ nhà Xiaomi với camera cực kỳ chất thì cũng có thể tham khảo thông qua link phía bên dưới phần mô tả video nha. Còn thực sự khuyến khích các bạn mua cái điện thoại này hay là không thì tùy nhu cầu của bạn thôi. Vậy thì nó có gì? Cái đầu tiên chính là nó là một cái điện thoại cao cấp. Cao cấp bởi cái thiết kế mặt lưng cong cong cầm cảm giác thích thú hơn. Cao cấp bởi vì cái màn hình mặt trước chúng ta sử dụng cái kiểu dạng màn hình cong, nó tạo ra một vẻ gì đấy sang trọng hơn, đẳng cấp hơn. Và cái màn hình cong của con Mi Note 10 cũng như là Mi Note 10 Pro thì cũng đã được tối ưu lại để giúp các bạn có một cái cảm giác cầm rất là tốt, gõ bàn phím rất ngon và cũng không bị chạm quá nhiều vào cái phần cạnh viền. Bản thân mình đánh giá thì cái kiểu cong này nó không rõ ràng cong quá giống như là Samsung, nó cũng không đến mức ghê gớm hẳn như là màn hình thác đổ của Mate 30 Pro, mà nó chỉ cong vừa vừa mà thôi. Các bạn khi mà cầm vào á, chúng ta vẫn có một cái cảm giác đấy là cái phần tay chúng ta không bị chạm vào cái phần hiển thị của phần màn hình, dẫn đến là nó cong về mặt thị giác, nó cũng cong một chút về mặt hiển thị, nhưng mà cái hiện tượng là bị chạm gần như không gặp phải trong quá trình mà các bạn sử dụng, kể cả là chúng ta chơi game hay kể cả là chúng ta có gõ bàn phím, mọi thứ đều ok. Và đương nhiên với cái màn hình cong như thế này thì các bạn sẽ tìm kiếm dán màn hình các thứ khó hơn, nhưng được cái là chúng ta sẽ có những hiệu ứng thị giác tốt hơn. Đó, đánh đổi thôi. Chỉ hơi tiếc một điều đấy là nó vẫn sử dụng cái màn hình giọt nước. Giá như mà theo kiểu dạng camera thò thụt để mà chúng ta có một cái mặt trước nó full toàn bộ thì mình nghĩ là cái trải nghiệm nó sẽ còn phê nhiều hơn nữa cơ. Nhưng mà tôi chấp nhận, có lẽ là Xiaomi muốn hy sinh cái camera thò thụt để đổi lấy một cái thiết kế trở nên hoàn thiện hơn và cứng cáp hơn. Phía bên trong đi thì chúng ta cũng có một cái điểm cộng rất là tốt liên quan đến cái tấm nền màn hình, khi nó đã sử dụng cái loại tấm nền xịn, màu sắc rất tươi, trong, và cái hiện tượng gọi là bị in bóng vốn là một trong những cái đặc tính truyền thống của những chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi đã không còn gặp phải trên cái điện thoại này. Rõ ràng tấm nền đã xịn hơn, trong hơn và nhìn màu sắc cũng sướng hơn rất là nhiều. Tuy nó vẫn chỉ sử dụng cái độ phân giải đấy là Full HD cộng mà thôi, các bạn lưu ý nhá. Rồi nói về cái hiệu năng ở phía bên trong thì như các bạn đã biết là Snapdragon 730G và cái phiên bản cao cấp nhất nó sẽ có 8GB và 256GB bộ trong. Với cái cấu hình như thế, nếu nó chậm, không chậm thì nào, nhưng nó nhanh thì cũng không phải là quá ấn tượng ở trong cái tầm giá này. Thực ra đấy là khi mà chúng ta so sánh với những sản phẩm của Xiaomi từ trước cho đến giờ thôi, bởi vì Xiaomi làm ra những sản phẩm có một cấu hình quá cao. Nhưng hãy nhìn sang với những Oppo Reno, hãy nhìn sang với những Samsung Galaxy A80 thì cũng gọi là tương đương. Nhưng chúng ta sẽ có một cái khác ấn tượng hơn, chính là cái camera. Thì thật là mà nói, với camera trên con Mi Note 10 này thì nó cũng giống như là Mi CC9 Pro mình đã từng chia sẻ. Nó thực sự rất là nét. Nó nét một cách kinh khủng luôn, và cái khả năng zoom quang học của nó cũng siêu ấn tượng. Ở Việt Nam thì Xiaomi cũng đã mổ bụng cái máy này ra và khám phá cái cụm camera 108 megapixel, thì để xem nó to đến mức độ là như thế nào. Thì mình phải bất ngờ một điều, đây là nó siêu to luôn, nó to một cách kinh khủng. Và bởi vì nó to như thế, kích thước cảm biến nó to như thế, ống kính camera phải to như thế, lại kết hợp thêm cả quả chống rung nữa, thế nên là cái cụm tổng thể của camera của nó rất rất lớn.
Và khi các bạn tháo cái máy này ra thì riêng cái cụm camera nó đã chiếm một khoảng không gian rất lớn ở phía bên trong cái sản phẩm này rồi. Và những cái linh kiện sắp xếp đều ok, tức là Xiaomi đã nhắm đến sản phẩm này thuộc phân khúc nó thực sự là cao cấp chứ không giống như những thiết bị trước đây của họ đã từng tạo ra. Và chất hình thì bản thân mình đánh giá nó tốt, phải nói là tốt trong cái tầm giá khoảng 13 đến 15 triệu như thế này, khi mà chi tiết nó rất ngon, màu sắc đưa lại càng ngày up sau những bản cập nhật nó càng trở nên ấn tượng hơn. Rồi chúng ta có khả năng zoom quá ấn tượng với zoom 2x với kích thước cảm biến cực kỳ lớn, các bạn mà chụp chân dung, chụp tele nó quá ngon, chụp sản phẩm quá tốt, hay là chúng ta có thể zoom tối đa lên tới 5x quang học để giúp các bạn có những cái shot hình chụp từ xa tốt hơn, hay tối đa lên tới là 50x kết hợp nhiều cái ống kính lại giúp các bạn có những chi tiết khá là ok. Rồi có đủ cả camera góc rộng, rồi camera đo độ sâu trường ảnh giúp các bạn xóa phông tốt hơn. Nói chung là khi mà mình chụp hình trên cái điện thoại này thì mình có một cái sự tự tin nhất định. Tự tin bởi vì mình muốn chụp cái gì cũng được, chụp từ nhà ra phố đều ok hết. Và khi các bạn chụp chân dung ok, các bạn chụp đi chơi đều ok. Nên rõ ràng nếu như các bạn thực sự nghiêm túc với một cái điện thoại, với một cái camera tốt trong cái tầm giá khoảng tầm 13 triệu đến 15 triệu như thế này, thì rõ ràng đây vẫn sẽ là một sự lựa chọn mà các bạn nên phân vân và suy nghĩ đến. Và thực sự Mi Note 10 khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn vào cái vấn đề này, vào cái camera này. Hay là với cái camera selfie thì nó cũng vẫn tốt, tương tự như dòng sản phẩm flagship của Xiaomi từ trước cho đến giờ rồi. Độ phân giải 32 chấm mang lại chi tiết tốt, khả năng làm mịn da hay là cân bằng màu sắc da đều ok, cũng không có điều gì để phản ánh quá nhiều. Hay là có một cái thứ khác nữa nó cũng khiến cho người dùng cảm thấy thích thú, chính là pin. Với dung lượng pin cực kỳ lớn như thế, hơn 5000 mAh thì rõ ràng nó không phải là một thứ khiến các bạn phải bận tâm là liệu pin có đủ dùng trong ngày hay là không, mà chúng ta phải nên suy nghĩ rằng pin nó có đủ dùng trong 2 ngày, thậm chí là 3 ngày với những nhu cầu cơ bản hay là không. Và với Snapdragon 730G, mình có một sự tự tin để khẳng định pin nó quá trâu trong vòng 1 ngày sử dụng của các bạn. Mình không thể nào mình dùng hết được trong vòng 1 ngày, thế nên mình không show được cái on screen lên, các bạn thông cảm một chút xíu nha. Nhưng nếu như các bạn mà không chơi game á, tầm khoảng 7-8 tiếng, thậm chí 10 tiếng on screen là một chuyện quá đơn giản với cái điện thoại này luôn. Nó cũng có đầy đủ những thứ ăn chơi, ví dụ như là cảm biến vân tay nhú bên trong màn hình này, USB Type-C, rồi sạc nhanh 30W, rồi jack cắm tai nghe 3.5mm, nói chung là đầy đủ hết. Tức là khi mà nhìn vào cái Xiaomi Mi Note 10 cũng như Mi Note 10 Pro thì có lẽ cái sự tiếc nuối nhất của người dùng nó vẫn chỉ đến từ cái con chip mà thôi, là Snapdragon 730G mà thôi. Nếu như chúng ta có một phiên bản Mi Note 10 Pro chẳng hạn, Pro Plus chẳng hạn, với giá loanh quanh tầm khoảng 17 triệu kèm theo với Snapdragon 855, thì mình tin Xiaomi sẽ còn gây tiếng vang nhiều hơn nữa cơ. Và các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên là thích giá tại Xiaomi.net để có thể nhận được những cái mức ưu đãi tốt hơn với mức giá tốt hơn. Link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ in comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.